Các em nói cho thầy biết tình hình hôm nay bạn nào đi muộn? Ta ra. Dạ, thầy cho biết rồi thầy. Rồi, Nít Xin nói đi. Tony, thầy đã nói em bao nhiêu lần rồi, đây là lần thứ N rồi mà em đi học muộn hoài vậy Tony. Học thằng kiểu gì đây, bước lên đây. Nhớ lần sau không đi trễ nữa nha. Em về chỗ ngồi được rồi đó. Thank you.